Phản ứng ở mặt tư khoa sau khi ông Navalny bị tuyên án 5 năm tù, tin từ mặt tư khoa. Những người ủng hộ ông Navalny ở mặt tư khoa nói rằng bản án 5 năm tù dành cho ông Navalny chứng tỏ Tổng thống Vladimir Putin là một nhà độc tài cai trị bằng sự đàn áp. Sáng nay thì ông Navalny là nhà vận động chống tham nhũng đã tổ chức những cuộc biểu tình lớn chống Tổng thống Putin trong năm 2012, đã ôm vợ Julia và mẫu thân, bắt tay phụ thân và trao cho phụ thân chiếc đồng hồ đeo tay trước khi bị cảnh sát còng tay đưa ra khỏi tòa án ở Kirov, nằm cách thủ đô Mặt Tư Khoa khoảng 900 cây số theo hướng đông bắc. Hoa Kỳ và Liên Âu đã bày tỏ sự quan tâm đối với bản án này, đặt câu hỏi về chế độ pháp trị ở Nga và sự đối xử của ông Putin đối với những người chống đối. Cổ phiếu của Nga đã xuống giá, các nhà đầu tư đã lo ngại bản án sẽ đưa tới bất ổn xã hội. Bà Maria Lipman, là nhà phân tích chính trị của trung tâm Carnegie, nói rằng rõ rệt đã có những quyết định sẵn từ thượng tầng quyền lực. Chính phủ Nga đã quyết định loại trừ một nhà chính trị bằng cách giam ông ta ở trong tù. Chính phủ đã dùng pháp luật và hệ thống tư pháp để ngoại trừ những người trở thành nhân vật nguy hiểm nhất, thách thức lớn nhất. Đối lập kêu gọi xuống đường lớn trong chiều ngày hôm nay ở mặt tư khoa. Các nhà công tố đã yêu cầu tuyên án Navalny 6 năm tù về tội đã biển thủ 16 triệu rúp của một công ty gỗ trong lúc làm cố vấn cho thị trưởng thành phố Kirov vào năm 2009. Tuy nhiên, thì bản án 5 năm cũng sẽ làm cho ông không thể tranh cử đô trưởng mặt tư khoa và các cuộc bầu cử trong tương lai. Người dân mặt tư khoa đã có phản ứng tương phản. Một luật sư nói rằng người dân có quyền bày tỏ sự bất đồng đối với chính phủ, nhưng ông ta không bao giờ chấp nhận cách làm việc của ông Navalny. Nhưng bà Anna Maslova nói Navalny bị đưa vào tù chỉ vì chống tham nhũng.